Mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Mưa Sa Dông của tác giả Võ Nghiêm Phương. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Tập 1. Buổi chiều mùa đông luôn ngắn ngủi. Ánh sáng cuối ngày chiếu lên vạn vật như tấm màn bụi mỏng. Mọi thứ trong phòng như tối lại màu lam xám. Không gian thật tĩnh lặng. Lộc Tú đứng lên định mở đèn, nhưng bàn tay Nguyên Hạ kéo anh lại. Đừng, anh Tú đừng mở đèn. Anh không thấy ráng chiều đang rất đẹp sao? Lộc Tú không cảm nhận được cái đẹp của buổi chiều đông. Tuy nhiên anh vẫn ngồi lại bên cô bạn gái từ thời ấu thơ. Hôm nay anh còn có cô. Ngày mai anh trở lại thành phố, tiếp tục năm thứ ba đại học kinh tế của mình. Có nghĩa sẽ rất lâu anh mới gặp cô. Anh vợ nhìn ra cửa sổ. Căn phòng bây giờ tối hơn, nhưng anh vẫn nhận ra Nguyên Hạ rất gần anh. Hơi thở cô phả lên vai, lên mặt, sau ót anh nhột nhạt, và như có một cái gì đó đầy dục cảm và quyến rũ. Tiếng Nguyên Hạ khẽ khẽ vang lên. Ngày mai anh đi rồi, số bà tươi chỉ có một mình em đi nhặt vỏ ốc. Em sẽ tìm cho anh một vỏ ốc tuyệt đẹp. Nguyên Hạ dựa đầu cô vào vai Lộc Tú, và bỗng dưng cô khóc, khóc thật ngọt ngào. Lộc Tú ngạc nhiên. Em khóc sao hả? Câu hỏi càng làm Nguyên Hạ khóc nhiều hơn. Và lần này là ôm qua cổ Lộc Tú, mặt cô duỗi vào cổ anh. Mỗi ngày anh càng xa cách em nhiều hơn. Sau này khi anh tốt nghiệp đại học, giữa em và anh còn chênh lệch với nhau nhiều hơn. Sao hôm nay em lại nói như vậy? Em linh cảm như thế. Linh cảm bậy à? Lộc Tú ôm qua người Nguyên Hạ. Lần này về quê nghỉ hè, anh chợt nhận ra cô đã lớn ở cái tuổi 18. Cả hai đôi lúc ôm nhau và cùng ngượng ngùng nhận ra. Ừ, bây giờ chúng ta đã lớn, không thể nào như ngày xưa hồn nhiên tắm biển chung, hồn nhiên nằm đè lên nhau trên đám cỏ non một cách vô tư. Anh nghe hơi thở cô thật nóng phả lên da thịt mình. Trong phòng tối quá, nhưng hình hài bé nhỏ anh ôm trong vòng tay là hiện thực. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Đôi mắt cô sáng như hai vì sao trong đêm, không ngăn được cảm xúc và cơn sóng tình giàu dạt. Lộc Tú cúi xuống tìm môi cô, đôi môi mềm mại đang run rẩy. Đôi môi Lộc Tú không dừng lại mà lần xuống cổ thon thả, bờ vai thanh mảnh và đôi ngực thanh tân. Cả hai cùng run rẩy trong một cảm xúc rất thật. Tim đập nhanh, mạnh. Bàn tay Tú rụt rè đặt lên ngực Nguyên Hạ. Không có sự phản kháng nào mà cô càng kéo anh vào sát hơn, bạo dạn giúp anh cởi áo. Hai thân thể, hai làn da nóng như có lửa cháy dán sát vào nhau và trở thành một. Soảng, tiếng rơi vỡ, con mèo đuổi bắt chuột làm rơi cái gì đó. Âm thanh khô khốc, Nguyên Hạ giật mình, đẩy Lộc Tú ra. Anh mỉm cười ấn cô nằm xuống. Không có gì đâu, là con mèo đi bắt chuột. Tú, anh yêu em chứ? Dĩ nhiên rồi. Anh cười nheo mắt và hôn cô lần nữa. Nguyên Hạ mở cửa phòng Lộc Tú, nhìn quanh rồi lách người ra ngoài. Không bình rình anh nữa, mà cô bước nhẹ nhẹ ra khỏi cổng rào nhà Lộc Tú là bắt đầu chạy. Đêm cuối mùa đông đen sâu, mang theo cái rét, mưa, lẫn ẩm ướt. Nguyên Hạ không thấy lạnh mấy. Bước chân chạy của cô chậm dần. Cô đưa tay lên vuốt má, dường như hơi thở của anh còn trên da thịt cô. Của cuộc trao thân đi đến tuyệt đích, cả hai cũng vùng dậy, bỡ ngỡ. Đi đâu vậy? Một thân hình to lớn như ông khổng lồ trong đêm tối, thoảng mùi rượu nồng nặc, đứng án trước Nguyên Hạ. Cô vội vàng đứng lại. Dượng, tao hỏi mày đi đâu? Dượng dượng cái gì? Mày lợi dụng bữa nay mẹ mày không có ở nhà, đi chơi từ hồi xế đến bây giờ mới chịu về hả? Vừa quát tháo, ông Lượm vừa chụp tay Nguyên Hạ, lôi sển cô về nhà. Nguyên Hạ cố vùng vẫy, cô hét toáng lên. Dượng làm cái gì vậy? Buông tay con ra! Buông cho mày chạy hả? Tao đâu có ngu. Ông Lượm gầm gừ. Tao đánh chết cha mày bữa nay. Mày đi tìm thằng Tú, làm như tao không biết hả? Đồ con gái không biết xấu hổ. Nó là con trai, không đi tìm mày, sao mày cứ đi tìm nó? Dượng say rồi, buông con ra. Như không nghe Nguyên Hạ phản đối,
Ông Lượm cứ lôi tuột Nguyên Hạ vào nhà, dùng chân đá ập cánh cửa lại. Đôi mắt của người say rượu đỏ quắc lên tia lửa, làm Nguyên Hạ hoảng sợ. Cô cắn vào tay ông Lượm. Á, con quỷ! Ông Lượm vung tay tát bóp vào mặt Nguyên Hạ. Nguyên Hạ bưng mặt lùi ra sau. Cô hét lên. Dượng say rồi, để con đi pha nước trà đường cho Dượng. Ông Lượm nạt ngang. Say mà tao biết mày đi nhà thằng Tú mới về. Đồ con gái hư! Vương đôi tay dài như tay vượn. Ông Lượm chụp lấy Nguyên Hạ, nhưng bị chụp hụt, ông ta suýt chúi nhủi. Nhân cơ hội đó, Nguyên Hạ chạy tuôn ra cửa, nhưng không còn kịp nữa. Ông ta quay người chụp được vạt áo Nguyên Hạ. Soạt, chiếc áo rách toang, bày ra những khoảng thịt da trắng ngần. Cơn dục vọng của kẻ say làm mờ cả lương tri. Ông Lượm đè nghiến Nguyên Hạ xuống nền gạch. Nguyên Hạ hoảng kinh, chống cự lại mãnh liệt. Dượng, buông tôi ra, buông tôi ra! Mím môi, Nguyên Hạ hút mạnh đầu gối vào hạ bộ ông Lượm. Hử! Ông Lượm kêu lên đau đớn, buông Nguyên Hạ ra. Chỉ chờ có thế, Nguyên Hạ bật dậy kéo cánh cửa lao ra ngoài. Người cô trần truồng, tóc tai rối bù. Cũng vừa đúng lúc cánh cửa bị đẩy lại. Bà Lượm về tới, sững sờ nhìn Nguyên Hạ. Chuyện gì vậy? Nguyên Hạ ôm ngực cô gào lên. Mẹ hãy hỏi ông ta đi, đồ khốn nạn! Rồi cứ để nguyên người, Nguyên Hạ chạy ào ra bến sông trước nhà. Cô nhảy ầm xuống nước, một tay quấy nước ầm ầm. Nguyên Hạ khóc to lên, khóc nước nở. Đêm nay là đêm gì? Cảm giác hạnh phúc vụt vỡ tan tành. Không thể nào Dượng cô quá say làm điều càn dở. Đó chỉ là cái cớ. Một vùng nước sông bị Nguyên Hạ quấy động tung tóe, còn trăng đêm yếu ớt săn lờ mờ trên mặt nước sông thành một màu vàng bạc. Trong nhà vẫn ra tiếng bà Lượm đập đồ. Đồ khốn kiếp, đó là con ông mà, tại sao có thể có lòng lan giả thú như vậy? Tiên vật lộn đánh nhau. Nguyên Hạ lắc đầu, hụp sâu đầu xuống nước sông. Cô bơi ra xa để không phải nghe tiếng đánh nhau, chửi nhau thô tục. Thật khuya và đêm lạnh run, Nguyên Hạ mới leo lên, lần theo ánh trăng già về nhà. Cô đứng bên ngoài, dùng cây sào móc một quần áo mẹ phơi ở hàng rào mặc vào, rồi chui vào một gốc cây, giấu mình trong đó. Cô cố nghĩ đến điều tốt đẹp xảy ra giữa mình và Lộc Tú. Một ý nghĩ cùng đi với Lộc Tú bỗng hiện lên đầu Nguyên Hạ. Cô không thể nào ở lại đây được nữa rồi. Phải nhìn thấy người bôi dược nát rượu, cô buồn nôn đến chết mất. Lộc Tú quẩy ba lô lên vai, anh vừa đi vừa khoác tay bảo mẹ mình. Mẹ không cần tiễn con, về nhà đi mẹ. Xốc lại ba lô, Lộc Tú điên như chạy. Anh hy vọng thấy Nguyên Hạ đón anh nơi ngã ba đường. Đêm qua thật sự anh mất ngủ, chăn gối như còn vương lại mùi hương của Nguyên Hạ. Lần nghỉ hè thật sự ghi vào tâm hồn anh một dấu ấn. Chuyện đó xảy ra, chính Lộc Tú chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà đã đến. Khi cả hai bên nhau, không giống như ngày xưa tắm sông hay cõng nhau đi trên bãi cát nghịch ngợm, ngã té chồng lên nhau. Đêm qua anh biết như thế nào là đàn ông và cái cảm giác diệu kỳ khi ở bên một người khác phái. Không hiểu Nguyên Hạ có ngủ được hay là cô thao thức cả đêm giống như anh khi lần đầu tiên đặt chân vào vườn địa đàng. Anh Tú! Nguyên Hạ vô người ra sau lùm cây bông bụp. Lộc Tú tròn mắt. Em ăn mặc kiểu gì vậy hả? Em mặc quần áo của mẹ. Bây giờ anh đi hả? Ừ. Em muốn lên Sài Gòn với anh, được không? Chi vậy? Em không muốn ở đây nữa. Anh đi trước đi. Khi nào lên tới Sài Gòn, em sẽ đi tìm anh. Lộc Tú lúng túng. Nhưng em lên Sài Gòn để làm gì? Đi làm. Em không chịu được nữa rồi. Tối hôm qua ở nhà anh về, Dượng đánh em, và rồi ông mượn rượu toan làm hổn. May mà mẹ em về kịp. Lộc Tú, em sẽ không làm bận bịu việc học của anh đâu. Anh lo là lo cho em. Đất lạ quê người, em làm gì để sống? Em tự lo được mà. Thôi anh đi đi, hôm nào em lên em sẽ tìm anh. Nhìn quanh không thấy ai, Nguyên Hạ bạo dạn hôn vào má Lộc Tú một cái. Lộc Tú giật mình và cũng nhìn quanh như Nguyên Hạ. Xong anh kéo cô vào lòng thì thầm. Đêm qua em về nhà, anh cứ nhớ em ngủ không được. Em cũng vậy. Như con gái Sài Gòn văn minh, xinh đẹp, em sợ ngày nào đó anh quên em. Quên thế nào được, không bao giờ anh quên cả. Còi xe khách vang lên. Nguyên Hạ đẩy Lộc Tú ra. Xe đến rồi, anh đi đi. Em sẽ đi tìm anh mà.
Lộc Tú Bình trịnh buông tay Nguyên Hạ ra. Nhớ điện thoại cho anh. Em nhớ rồi. Lộc Tú leo lên xe. Anh còn quay lại vẫy tay với Hạ. Em về nhà đi. Nguyên Hạ nhìn theo, cho đến khi xe chạy khuất mới từ từ quay lại đi về nhà. Giờ này không có ông Đường ở nhà, tiện việc cho Nguyên Hạ nói chuyện với mẹ trước khi ra đi. Mẹ. Bà Lượm dừng tay xắt chuối cho heo ăn, ngước đầu lên nhìn Nguyên Hạ. Một ánh mắt dữ dội lần đầu tiên Nguyên Hạ nhìn thấy. Mãi bây giờ bà mới nhận ra Nguyên Hạ đã lớn, tuổi dậy thì, bộ ngực tròn căng sau lớp áo rộng thùng thình. Suốt đêm qua đi ngủ ở đâu vậy? Nguyên Hạ lạnh lùng. Ngoài sông. Con về đây nói với mẹ là con sẽ đi, không ở nhà nữa. Bà Lượm gay gắt. Đi theo thằng Tú à? Mẹ muốn nghĩ như thế nào cũng được. Còn con thì không ở nhà được nữa. Tại sao thì mẹ hiểu rồi. Lên Sài Gòn rồi ở đâu? Con chưa biết, nhưng nhất định con phải đi. Nguyên Hạ đau lòng nhìn những vết bầm trên mặt mẹ. Cũng đâu phải lần đầu tiên ông ta đánh mẹ cô. Cô trở nên tức giận. Con không hiểu tại sao mẹ còn chịu đựng được loại người không phải người này. Ông ta là loại cầm thú. Con là con của mẹ, cũng như con của ông ta vậy. Tại sao nó cư xử như vậy? Từ nay mẹ hãy lo liệu cho mẹ và các em. Con đi đây. Nguyên Hạ đi vào nhà, gom quần áo và túi sách. Hành trang của cô nhẹ tên. Bà Lượm lo lắng. Con đi mà có tiền không? Có, mẹ không cần lo cho con đi đây. Nguyên Hạ cắm đầu cắm cổ chạy đi. Cô sợ mẹ sẽ giữ mình lại, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của mẹ sẽ giữ chân cô ở lại. Cô đi vì không thể ở lại. Cuộc đời của cô sẽ tối tăm ở cái xóm làng chài này. Đã đến lúc cô nên làm con ốc sên chui ra khỏi vỏ, tìm phương hướng cho cuộc đời mình. Một chiếc xe khách chạy tới. Nguyên Hạ đưa tay đón. Xe dừng lại. Cô leo lên một cách dứt khoát. Không có gì giữ chân cô lại. Xe lăn bánh. Cánh đồng quê và mùi muối mặn của biển lùi lại sau lưng Hạ. Hay như anh có quà cho em nè. Lộc Tú đưa túi quà đặc sản quê hương của mình cho Ái Như. Anh không biết mua gì tặng em nên mua bánh tráng với muối ớt. Gương mặt Ái Như hồng lên sung sướng. Chỉ cần Lộc Tú đi tìm cô là cô thấy vui rồi. Anh còn mua quà cho cô, có nghĩa dù về quê nghỉ hè mấy tháng anh vẫn nhớ cô. Cảm động quá. Mắt Ái Như ngời sáng long lanh. Cảm ơn anh Tú. Anh nhớ em mà mua quà cho em là quý rồi. Em thích ăn những món này lắm. Tiếc là anh cho quà, em chẳng có gì tặng anh. À, không, em không cần tặng anh. Miễn em có nhớ anh là anh vui sướng rồi. Không ngờ Lộc Tú nói những lời tình cảm đến thế. Ái Như vừa run vừa bối rối. Cô không dám nghĩ anh thích cô. Mặc cảm chân bại liệt khiến cô luôn tự ti. Một cô gái khuyết tật và kém sắc như cô, ai thèm yêu. Lộc Tú chợt cầm tay Ái Như. Đi uống nước với anh, nghe Như. Lần này thì Ái Như quá run. Cô để yên tay mình trong tay Lộc Tú. Anh muốn em đi uống nước với anh. Ừ, đi nhé. Ái Như muốn nói anh không sợ người ta nhìn khi anh thì đẹp trai lại đi với một cô gái thọt chân. Nhưng ánh mắt Lộc Tú tha thiết quá. Cô cúi mặt sung sướng, gật đầu. Dạ. Anh gọi xích lô nghe. Lộc Tú vẫy chiếc xích lô gần đó. Xe xích lô chạy đến. Lộc Tú lên xe ngồi mới đưa tay cho Ái Như. Nào, nắm tay anh, ngồi lên chung xe với anh. Có ngại không? Dạ, không. Lộc Tú khẽ quay đi. Khi nhìn thấy vẻ bối rối và e thẹn của Ái Như, cô đang rung động thật sự vì vẻ lịch lãm của anh. Và cũng biết chắc cô đang yêu anh. Đôi môi Lộc Tú khẽ cắn lại. Nếu như tôi mang đến cho Như hạnh phúc thì có điều kiện đây. Ngồi lên xe mà cánh tay hữu ý của Lộc Tú choạng qua vai Ái Như, gần như ngồi lọt thỏm trong vòng tay Lộc Tú. Cô ngây ngất nhìn anh. 2 tháng nghỉ hè về quê, vừa lên Sài Gòn anh đã đi tìm cô, còn thân mật với cô như thế này, chẳng phải là yêu sao? Trái tim Ái Như cứ rung lên những nhịp đập thổn thức. 25 tuổi, Ái Như cũng từng mơ mộng đến một người sẽ là của riêng mình. Những đêm đối mặt mình với mình trong căn phòng vắng, cô từng rơi lệ. Xấu và khuyết tật, tôi đã làm gì nên tội? Bàn tay Lộc Tú khẽ siết nhẹ
trên vai Ái Như. Có khỏe không Như? Anh về quê khỏe mà chẳng khỏe tí nào. Ái Như nhíu mày. Sao vậy anh? Vì nhớ một người. Hôm đó sắp sửa đi về quê, dùng dặn mãi, muốn xin số điện thoại của em mà không dám. Có lên Sài Gòn cũng chỉ đứng trước cổng rào nhà, chứ đâu có dám gọi. Nhà em treo bảng chó dữ, sợ quá trời luôn à. Lộc Tú nói dối tỉnh bơ. Ái Như cứ tưởng thật, cô kêu lên. Anh có đến nhà em, sao không gọi? Chó nhà em ban ngày xích lại hết. Nhưng Như là con gái tỷ phú, chúng ta cách biệt nhau quá. Bữa nay gan lắm mới rủ ngồi chung. Có khi nào ba em bắt gặp đánh anh quẹ chân không? Ồ, không đâu, ba còn muốn em có bạn. Anh Tú, thật ra 2 tháng qua em cũng rất nhớ anh. Ồ, vậy hả? Vợ vui mừng, Lộc Tú siết Ái Như vào lòng mình và hôn lên má cô. Nụ hôn tự nhiên như tự phát. Ái Như nghe mặt mình nóng lên. Cô ngây ngất nhìn Lộc Tú. Như thế này có phải là tình yêu? Lộc Tú cười thầm trước vẻ mặt đờ đẫn của Ái Như. Anh hiểu mình đã chinh phục được cô, cũng như đã có nguyên hạ dễ dàng. Cô bé có lẽ sắp đi tìm anh, cũng hơi phiền khi cô đã thuộc về anh. Tuy nhiên anh nhất định không để cô là chướng ngại vật vướng víu chân anh. Nguyên Hạ lóng ngóng đón Lộc Tú trước cổng trường. Cô cười thầm khi nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của anh khi nhìn thấy cô. Sao người ta ra nhiều mà Lộc Tú của cô vẫn chưa thấy nhỉ? Cứ nghĩ đến được anh ôm trong vòng tay vui mừng là toàn thân Nguyên Hạ nóng rang lên. Kia rồi, Lộc Tú đang đi ra cùng người bạn. Nguyên Hạ hớn hở gọi to. Anh Lộc Tú! Lộc Tú giật mình khi nhìn thấy Nguyên Hạ. Cô bé này sao không gọi điện thoại mà lại sòng sọc đến trường tìm anh. Anh khẽ liếc vào trong. Mày là Ái Như chân thật, luôn về sau cùng. Nếu không sẽ bể chuyện mất. Lộc Tú vội chạy nhanh ra, nhăn nhó. Sao em không gọi điện thoại cho anh? Nguyên Hạ phụng phịu. Người ta nói sáng nay anh đã đi học. Lộc Tú lôi Nguyên Hạ đi nhanh đến một con hẻm, rẽ vào để khuất tầm mắt Ái Như. Anh dắt cô vào quán cà phê nhỏ, gọi nước uống. Em ở đây chờ anh đi lấy xe. Thì anh uống nước đã. Lát nữa lấy xe xong, anh uống sau. Nhớ ngồi chờ anh, đừng có đi đâu nghe. Nguyên Hạ cười nghịch ngợm. Bộ sợ cô nào thấy anh đi với em sao mà lỡ tuột em đi vậy? Lộc Tú vừa trợn mắt cốc vào đầu Nguyên Hạ. Bậy bạ, gặp em anh mừng muốn chết luôn. Lộc Tú hạ thấp giọng. Nhớ em muốn khùng luôn. Thôi, ngồi đây nghe. Lộc Tú phóng đi. Nguyên Hạ sung sướng nhìn theo. Cô lại được gần anh và nhìn thấy anh rồi. Sài Gòn vui quá. Từ nay mỗi chiều cô sẽ đi đón anh. Anh và cô lại tung tăng đi dạo, và thật lãng mạn, đi trong vòng tay nhau giữa phố phường nhộn nhịp. Nguyên Hạ bưng ly nước lên uống. Cô không biết Lộc Tú đang đi trở ra, và từ bên trong trường Ái Như cũng vừa khập khểnh ra tới cổng. Lộc Tú chạy đến bên Ái Như. Em có xe nhà đón, vậy ngày mai gặp nghe Như. Ái Như vui vẻ. Vậy ngày mai em bảo tài xế đừng đi đón em nghe. Lộc Tú cười. Sợ em không dám ngồi xe 2 bánh, quen ngồi xe hơi rồi. Ồ, không có đâu, em thích ngồi sau xe anh mà. Thôi, em ra xe về đi. Đứng nhìn theo chiếc xe sang trọng chạy khuất đi xong, Lộc Tú mới vào bãi xe lấy xe. Anh lầm bầm. Chở cô đi trên xe của tôi hả? Tôi xấu hổ lắm. Nhưng dù sao, để đạt được mục đích, tôi cũng ráng chịu đám ăn xôi. Lộc Tú trở lại quán, không uống nước. Anh trả tiền và kéo Nguyên Hạ ra xe chở đi. Vòng vèo một lúc, anh mới tấp xe vào một phòng trọ, gửi xe bên ngoài và ông quàng qua người Nguyên Hạ đi vào. Nguyên Hạ rụt rè, cô ghìm người lại, ngước nhìn Lộc Tú ngập ngừng và bảng chữ nhà trọ. Anh Tú, mình đi đâu đây? Cứ đi theo anh, đừng làm người ta chú ý, họ sẽ nói mình là nhà quê. Một câu vỗ về có hiệu nghiệm. Nguyên Hạ đành im lặng đi theo Lộc Tú. Từ quê lên, cô hăm hở đi tìm Lộc Tú. Nhưng sao cái cảm giác anh không mừng khi thấy cô, khi cô mất vui. Hôm đó anh rất bình tĩnh với cô mà, không nỡ chia tay cô. Bây giờ anh dắt cô vào phòng trọ, trong lúc cả hai chưa kịp ăn, chỉ mới uống ly cà phê trong quán. Đi dài theo hành lang hơi tối, cuối cùng Lộc Tú dắt Nguyên Hạ đến trước một căn phòng. Anh ra chìa khóa vào, mở cửa, xong kéo Nguyên Hạ vào với anh. Cánh cửa vừa đóng lại, anh ôm lấy cô, để người cô tựa vào cánh cửa, vùi mặt vào cổ cô nồng nàn. Nhớ em quá.
3 tiếng thôi, nhớ em quá, đủ xua tan những e dè lo lắng. Nguyên Hạ rung động, vòng tay qua cổ Lộc Tú, ôm lấy anh thỏ thẻ. Em cũng rất nhớ anh. Đôi môi tìm đôi môi trong rung động và đam mê. Điều hôm nào đó, Lộc Tú còn bỡ ngỡ. Bây giờ anh trở nên dạng dĩ, kéo chiếc áo Nguyên Hạ đang mặc và ngắm cô say đắm. Nguyên Hạ e thẹn. Anh Tú! Bàn tay anh đặt lên ngực, lần mở từng cái cúc áo. Nguyên Hạ nhắm mắt lại. Cô để cho anh nâng niu, vuốt ve từng mảng da thịt trần trụi của mình. Rồi toàn thân cô được nhấc bổng lên, đi đến chiếc giường. Bây giờ chỉ còn là sự ham muốn và rung động. Không biết là bao lâu, Lộc Tú mới trở mình qua, ôm lấy Nguyên Hạ vào lòng. Em đang ở đâu vậy? Em ở với chị Hiền. Chị ấy đang đi may cho công ty may nhà bè. Rồi em định ở vài ngày hay trở về? Chị Hiền nói nếu em muốn làm, chỉ đưa em vào một công ty phụ may. Ờ, cũng được. Em biết là anh còn đi học, không có nhiều tiền để lo cho em. Tuy nhiên, nếu em cần thì anh giúp. Lát nữa em cầm tạm 200 ngàn nhé. Nguyên Hằng ngập ngừng. Anh Tú, có khi nào chúng mình có con không anh? Lộc Tú giật khẽ người. Lát nữa đi mua thuốc nha. Em đâu biết thuốc gì. Để anh hỏi tìm thuốc. Chúng mình không thể có con bây giờ được đâu. Vậy sau này anh cưới em không? Ừ, phải đợi anh ra trường đã. Chồm người lên người Nguyên Hạ, Lộc Tú lại hôn cô. Bàn tay anh lại vuốt ve lên đồi ngực thanh tân, ham muốn lại trở về. Lần nữa Nguyên Hạ rung động, khép mắt hiến dâng. Này, cô bé nào hôm qua đi với mày vậy? Muốn bắt cá hai tay hả? Nhật Thống cười nhìn vào mắt Lộc Tú. Quả nhiên Lộc Tú giật nảy người, đưa mắt nhìn quanh. Thằng quỷ, tao bắt cá hai tay hồi nào? Còn không nữa, cô ấy đẹp hơn Ái Như nhiều, đúng không? Lộc Tú thở nhẹ. Anh muốn nói với Nhật Thống, chẳng những Nguyên Hạ đẹp, cô còn không bị thọt chân như Ái Như. Có điều sự thọt chân ấy là do cơn sốt tê liệt lúc còn nhỏ để lại. Có sao đâu so với gia tài Ái Như thừa hưởng. Cô còn là con gái duy nhất của nhà tỷ phú Hoàng Phú. Anh yêu Nguyên Hạ, nhưng người ta không thể sống trong nghèo đói để yêu nhau. Anh cần phải thức thời. Lộc Tú ửm ờ. Em cái họ của tao đó, mày thích tao làm ai cho? Thiệt không? Hôm nào giới thiệu với tao nghe. Ừ, chiều mai cô bé đòi đi dạo phố, hay tao đưa mày tới, sau đó tao kiếm cách chuộng, còn phần mày liệu mà chinh phục cô bé. Nhật Thống cười mơ màng. Bỗng dưng nhìn thấy cổ, tao như có cảm giác đó là một nửa của tao. Lộc Tú cười khanh khách, giọng cười pha lẫn hờn ghen ngút ngàn. Thế mà Nhật Thống không nhận ra, cứ mơ màng hình dung ra gương mặt thanh tú của Nguyên Hạ, đôi mắt to đen tròn như hạt nhãn, làn da mịn màng trắng hồng, mái tóc dài gợi nhớ. Lộc Tú vỗ mạnh vào vai Nhật Thống. Nhớ chiều mai 6 giờ tao đến rước mày. Mày ráng chinh phục cô bé, còn tao đã chọn Ái Như. Nhật Thống muốn trợp vào mặt Lộc Tú. Không phải mày chọn Ái Như, mà mày chọn tiền của cô ấy, vào cái gia sản nhà cô ấy. Nhưng thôi, tại sao anh lại cay cú khi mà anh bắt đầu thích Nguyên Hạ? Lên xe đi. Lộc Tú còn cằn nhằn Nhật Thống. Nhớ nghe. Nổ máy xe, Lộc Tú chạy xe đến điểm hẹn với Ái Như. Cô đang ngồi ở vườn hoa nhà mình đợi Lộc Tú. Pin, pin. Lộc Tú nhấn nhẹ còi xe. Ái Như vội giúp cô giúp việc, đang ngồi chơi với mình. Chị ra mở cửa giùm em, anh ấy đến đó. Vẻ mặt Ái Như mừng ra mặt, chị giúp việc ngập ngừng. Em yêu cậu Tú đúng không? Chị thấy con người này xem vẻ không tốt mấy. Ái Như mỉm cười. Không, anh Tú rất tốt với em. Cứ cho là anh yêu em vì tiền của ba em cũng được đi. Còn em yêu anh ấy. Chị giúp việc lắc đầu, không nỡ làm tan vỡ hạnh phúc trong lòng cô chủ nhỏ. Cũng như chị không tin Lộc Tú yêu một cô gái khuyết tật và khiếm khuyết cả về nhan sắc. Dùng dằng, chị mở cửa cho Lộc Tú bằng thái độ lạnh nhạt. Lộc Tú chạy xe vào. Cảm ơn anh chị. Ái Như đợi cậu đằng kia. Lộc Tú xuống xe, anh đi nhanh lại ghế đá với Ái Như. Em đang đợi anh à? Kẹt xe quá trời luôn, lau mồ hôi cho anh đi. Ái Như sung sướng cầm khăn chậm mồ hôi trên mặt Lộc Tú. Em nói với ba chuyện anh với em rồi. Lộc Tú hồi hộp. Rồi ba nói sao? Thì ba nói ba tin sự lựa chọn của em. Con gái ba bằng lòng thì ba cũng bằng lòng. Lộc Tú vui mừng ôm qua vai Ái Như hôn vào má cô.
Anh cứ sợ ba chê anh, đĩa bà đòi đeo chân hạt. Ái Như phì cười. Anh nói bậy không à, em không chịu đâu. Anh mong mau được ra mắt ba em, rồi ba cho tụi mình cưới nhau, để mỗi tối về nhà trọ anh không phải nằm thao thức vì nhớ em. Ái Như chớp nhanh mắt. Anh yêu em như vậy sao? Còn phải hỏi nữa. Lập Tú siết nhẹ Ái Như vào mình. Anh cúi tìm môi cô, nụ hôn nồng nàn. Ái Như khép mắt đón nhận. Đã 8 giờ tối, giờ này Nguyên Hạ đang đợi anh. Lộc Tú cần đi về. Anh sẽ cưới Ái Như, nhưng Nguyên Hạ mới là người anh yêu. Cho anh những giây phút nóng bỏng đê mê. Mà cái ý nghĩ vừa muốn vứt bỏ Nguyên Hạ, Lộc Tú vừa tiếc Nguyên Hạ. Cô là mối tình đầu của anh, và cũng cho anh biết như thế nào là tình yêu xác thịt. Lộc Tú nhớ có một câu nói: khi đang yêu, con gái thường thích nghe lời dịu ngọt, còn người đàn ông thì thích chiếm đoạt thật nhiều. Phải hy sinh Nguyên Hạ, Lộc Tú cũng nghe lòng mình rất đau. Nhưng muốn làm nên việc lớn, cần phải biết dẹp ba tình cảm riêng. Lại vào phòng trọ, Nguyên Hạ không thích chút nào, nhưng rồi cô vẫn để Lộc Tú kéo cô đi, chịu theo ý muốn của anh. Hôm nay cũng vậy, mỗi lúc bên nhau, lời nói như ít đi mà chỉ có hành động. Cánh cửa vừa khép lại, Lộc Tú kéo Nguyên Hạ lại giường. Anh đẩy cô ngã xuống và nằm theo, hôn cô đắm đuối. Anh Tú, em... Nụ hôn cắt mất lời Nguyên Hạ. Bàn tay Lộc Tú kéo chiếc áo Nguyên Hạ đang mặc qua đầu cô. Nguyên Hạ ấm ức, giọng cô hờn dỗi. Lúc này anh bận lắm hả? Ừ, em đừng đến chỗ anh tìm anh. Anh không có nhà đâu. Rảnh á, là anh đi tìm em ngay. Anh hôn lên môi cô, không cho cô nói nữa. Trong cái ý nghĩ sở hữu lần cuối cùng, người mình yêu. Tuy nhiên, Lộc Tú vẫn nhớ rõ một điều, cần giữ an toàn. Anh đưa tay tìm. Gì vậy anh? Chúng mình cần giữ an toàn, em hiểu không? Là sao em không hiểu? Khay này là bao cao su, anh và em không phải lo gì cả. Bây giờ yêu nhau và cho nhau cảm xúc là chuyện thường. Anh mới ra trường, chưa tìm được việc làm, nên phải ít nhất một năm nữa chúng mình mới cưới nhau, em hiểu không? Vậy anh có chán em mà bỏ em không? Làm gì có. Trên đời này, ngoài ba mẹ thì người anh yêu nhất là em. Nguyên Hạ rung động, khép mắt lại. Cô tin vào tình yêu của anh dành cho cô. Nhớ chinh phục cô bé nha. Có một điều tôi dặn cậu, không được nói mối quan hệ của tôi và Ái Như, nghe chưa? Nhật Thông gật đầu. Rõ, cậu khỏi dặn. Hai chiếc xe cùng vọt đến điểm hẹn với Nguyên Hạ. Cô đang ngồi mong ngóng, nhát trông thấy dáng Lộc Tú, Nguyên Hạ mừng rỡ. Anh! À, Lộc Tú cười vui vẻ. Anh bận việc, mà nhớ cái hẹn với em, nên phải chạy đến đây. Lộc Tú kéo ghế ngồi, còn cố tình để Nguyên Hạ ngồi giữa anh và Nhật Thống. Anh gọi ba phần nước uống. Em đợi anh lâu chưa? Hả? Dạ, chừng 5 phút. Nguyên Hạ ngượng ngập trước cái nhìn của Nhật Thống. Cô vờ lấy khăn tay trong ví đứng lên. Em vào phòng vệ sinh một lát. Nguyên Hạ đi rồi, Lộc Tú vờ bảo Nhật Thống. Cậu lại quầy, gọi thêm món ăn giùm. Nguyên Hạ rất thích món heo sữa quay. Nhật Thống vô tình. Hả? Vậy hả? Chờ cho Nhật Thống đứng lên đi, là Lộc Tú nhanh tay bỏ ngay vào hai ly nước của Nguyên Hạ và Nhật Thống viên thuốc nhỏ. Xong anh ngồi thản nhiên uống bia. Nguyên Hạ trở lại cùng một lúc với Nhật Thống. Cô nhìn vào món ăn dọn lên bàn, bảo Lộc Tú. Anh gọi nhiều quá vậy. Cho em ăn. Nhật Thống, cậu phải giúp tôi tiếp đãi em gái tôi nghe. Một tim mắt đầy ngụ ý được Nhật Thống hiểu. Lộc Tú đang tạo điều kiện cho anh với Nguyên Hạ mà thôi. Lộc Tú đứng lên, vỗ nhẹ vào vai Nguyên Hạ. Em cứ ăn với anh Thống đi nghe. Nguyên Hạ không vui. Anh không ăn sao? Gọi món ăn cả đống rồi bỏ đi. Nếu anh bận việc, cứ để em đợi cũng được. Một lát, em đợi hoài không được, tụi đi về. Em sao vậy? Anh ăn một miếng thịt heo quay nhé. Lộc Tú gấp miếng thịt bỏ vào miệng ăn, rồi bưng ly nước của Nguyên Hạ đưa sát vào miệng cô. Uống đi em. Em mà không uống là anh buồn đó. Nguyên Hạ miễn cưỡng uống. Lộc Tú ép cô uống đến nửa ly và quay sang cầm ly bia của mình lên cùng vào ly bia của Nhật Thống. Uống với tao một ly. Ừ. Nhật Thống bưng lên uống phân nửa. Cậu có việc thì cứ đi đi. Tôi giao em gái của tôi cho cậu đó. Đã chứng kiến cả hai uống ly nước có pha thuốc, Lộc Tú đi nhanh ra cửa, nhưng không phải để đi mà sang bên kia đường, đứng như đang đợi ai đó. Bên trong, Nhật Thống gắp miếng thịt bỏ vào chén của Nguyên Hạ. Ăn đi em,
Lộc Tú bận việc, nó giao em cho anh nhất định lo cho em mà. Nguyên Hạ uống nhiều hơn ăn. Cô ăn không thấy ngon khi thấy Lộc Tú đã đi, nhưng chẳng lẽ bỏ thức ăn còn ê hề ra đó. Nguyên Hạ còn nhớ lúc ở quê, chị em cô rất mê thịt heo quay, nhưng làm gì có tiền để mua ăn. Vậy mà bây giờ trước mặt cô là đĩa heo quay da giòn rụm, cô lại ăn không ngon. Một cảm giác như say say và rạo rực. Chính Nhật Thống cũng đang có cảm giác như Nguyên Hạ. Tuy nhiên anh có phần nào tỉnh hơn cô. Em say rồi hả? Hay anh đưa em về? Nguyên Hạ không còn tự chủ được nữa. Trong cơn say, mơ hồ, bồng bềnh, cô để Nhật Thống dìu cô đi. Cô chỉ tỉnh lại một chút khi Nhật Thống đóng mạnh cửa lại và đến bên cô. Đây là đâu vậy anh Thống? Em mệt, cô nghỉ đi. Phòng này của thằng bạn anh cho mượn. Em nằm xuống giường nghỉ đi. Nhưng rồi chính Nhật Thống cũng không tự chủ được. Anh ôm lấy Nguyên Hạ vào lòng và hôn cô. Người Nguyên Hạ nóng lên, đầu óc cô mụ mẫn. Trong con người cô lúc này nóng hừng hực. Một sự khao khát ái ân kỳ lạ. Cô ôm lại Nhật Thống, hôn lại anh. Nóng quá, anh cởi giúp quần áo cho em nhé. Nhật Thống cởi hết những mảnh vải cuối cùng trên người Nguyên Hạ. Toàn thân anh run lên trong cơn say sóng tình rực lửa. Còn lại là sự ham muốn của hai nhục thể. Nguyên Hạ tỉnh lại, trong không gian dịu mát của ánh đèn màu vàng soi dàn dạt khắp căn phòng. Cô nằm mơ màng và chợt nhận ra có một bàn tay đang ôm cô, ngỡ là Lộc Tú. Nguyên Hạ mở mắt ra quay sang. Nguyên Hạ hét lên, cô ngồi choàng dậy, ôm lấy ngực. Nhật Thống cũng vừa thức giấc, anh nhận ra rõ sự việc và cũng nhớ rõ cái cảm giác cuồng nhiệt, đắm đuối hai người trao cho nhau. Không phải rượu, mà là thằng chó nó. Nhật Thống đưa tay tìm Nguyên Hạ, cô phủi ra quát. Đừng chạm vào người tôi, anh là thằng bạn xấu. Đôi mắt đẹp của Nguyên Hạ đầy nước mắt và cũng đầy lửa giận, quát mắt nhìn Nhật Thống. Tại sao anh hại em? Anh không hại em, mà đã đến lúc em cần tĩnh tâm suy nghĩ. Tại sao chúng ta như thế này? Anh thề, anh không phải là kẻ xấu muốn lợi dụng em. Không lợi dụng tôi thì là gì đây? Nguyên Hạ nhảy xuống giường, cô run rẩy chụp quần áo của mình, chạy vào nhà vệ sinh, lập cập đóng chặt cửa phòng vệ sinh lại, rồi ngồi thụp trên nền gạch mà khóc. Nhật Thống lo sợ. Hả? Mở cửa đi em. Nguyên Hạ bịt tai để không phải nghe những lời van lơn, xin lỗi. Một lời xin lỗi lúc này có nghĩa lý gì đâu. Cô đã phản bội Lộc Tú. Tại sao như vậy? Cô còn nhớ có cảm giác nóng bỏng của ái ân, một sự khao khát được chiếm hữu đến vô cùng. Tại sao lại như thế? Khi Nguyên Hạ ra ngoài, trên bàn là xấp tiền của Nhật Thống. Anh đưa tiền cho cô là ý nghĩa gì đây? Nguyên Hạ giận dữ, ném mạnh cọc tiền xuống đất. Khốn nạn, đồ xấu xa. Lộc Thú ơi, em đã phản bội anh rồi. Nhật Thống mở cửa đi ra. Anh khựng lại khi thấy Lộc Tú đứng ngay cửa. Giận dữ, Nhật Thống vung nắm tay đâm thẳng thừng vào mặt Lộc Tú. Giữa lúc Lộc Tú chưa kịp có phản ứng nào, cô đâm bằng cả sự tức giận ngay đúng vào mặt Lộc Tú. Tức giận, Lộc Tú phản công lại. Tại sao mày đánh tao? Tao chưa trừng trị mày. Phải nói là tao trừng trị mày mới đúng. Nhật Thống lôi tuột Lộc Tú đi xa một khoảng. Anh gầm lên. Mày bỏ thuốc vào ly nước uống của tao và Nguyên Hạ, có đúng không? Lộc Tú lao máu trên mép miệng. Này, mày đừng có vu khống. Mày lợi dụng có rượu để làm chuyện xấu, đồ khốn kiếp. Lần này Lộc Tú lao vào đánh Nhật Thống với tất cả lòng ghen hờn. Dù cái mục đích mà anh muốn đã như ý của anh, để ruồng bỏ Nguyên Hạ, nhưng khi hiểu rõ trái tim ghen hờn của Lộc Tú lại chịu không nổi. Hai kẻ từng là bạn thân lại đánh nhau, vật lộn nhau trên đường. Lộc Tú có vẻ yếu thế hơn, anh xô mạnh Nhật Thống ra. Đồ xấu xa, tao tặng Nguyên Hải cho mày đó. Vùng dậy, Lộc Tú chạy lại xe, nổ máy, đi mất. Nhật Thống nằm luôn trên mặt đường. Anh nhớ ánh mắt Nguyên Hải nhìn anh căm giận, mà lòng anh tan nát. Anh không hề vui, dù có Nguyên Hải bằng thủ đoạn đê hèn đó, thì thà là anh không có người mình yêu. Tiếc là mọi việc đã xảy ra. Nhật Thống cứ nằm như thế. Anh mong cánh cửa mở ra là Nguyên Hạ xuất hiện, song cánh cửa vẫn đóng kín, im ỉm. Ai như vui vẻ mở cửa cho Lộc Tú. Có tình yêu, cô không còn mặc cảm cái chân thọt của mình, mà trở nên vui vẻ, yêu đời. Cô ôm cánh tay Lộc Tú thì thầm. Có ba em ở nhà, anh có muốn gặp ba em không? Lộc Tú mừng rỡ. Có chứ, có ba ở nhà, anh phải vào chào ba.
Lộc Tú hồi hộp nhìn xuống bộ áo quần đang mặc. Chiều nay anh đã chuẩn bị sẵn bộ đồ vía này, cần tạo ấn tượng đẹp với ông bố vợ tương lai. Có thể, và cũng biết đâu lần gặp này đổi thay được cuộc đời của anh cũng nên. A Như dắt Lộc Tú vào nhà. Cô nũng nịu đi đến bên ông Phú. Ba, bạn con muốn chào ba. Anh đang học khoa kinh tế năm cuối đó ba. Vậy à? Ông Phú vui vẻ đứng lên đưa tay ra. Chào cậu. Con gái tôi hiếm khi đưa ai về nhà, cậu là lần đầu tiên đó. Lộc Tú mỉm cười. Vậy thì hân hạnh cho cháu. Cháu có món quà muốn biếu bác và em Như. Khách sáo quá vậy. Chút nữa ở lại ăn cơm nghe. Dạ. A Như nháy mắt với Lộc Tú như bảo anh. Có gì phải sợ đâu. Ông Phú quay sang A Như. Con đưa bạn lên phòng chơi một lát rồi dùng cơm luôn. Lộc Tú nhìn khắp căn phòng khách. Con vào trong nhà rồi, anh mới thấy vẻ tráng lệ của bên trong. Như chủ nhân quyền lực của nó vậy. Quyền lực và sự giàu có kia che mờ khuyết điểm của Ái Như. Cái chân thọt do cơn sốt bại liệt khi còn nhỏ. Sự giàu có này khiến Lộc Tú có quyết định chọn lựa. Ái Như, một thoáng băn khoăn trong lòng khi nghĩ về Nguyên Hạ. Anh yêu cô, nhưng người ta không thể sống trong nghèo khó để yêu nhau. 5 năm đại học của anh là đi tìm một tương lai cho chính mình. Nguyên Hạ không có trên con đường anh sắp đi qua. Ái Như thân mật nắm tay Tú. Anh Tú, lên phòng em đi. Anh thích nghe đàn không? Lộc Tú mỉm cười. Đàn hả? Anh thích nghe lắm chứ. Nếu như vậy, em sẽ đàn cho anh nghe những bản nhạc của Beethoven. Những bước chân khập khệnh của Ái Như đi về phòng mình. Cô thấy vui vì cha đã mời Lộc Tú dùng cơm chiều. Dù cho anh thích cô hay không thật lòng đi nữa, cô vẫn vui. Cô khẽ liếc sang anh. Điển trai, to lớn, một con người hoàn hảo. Cô còn muốn gì hơn? Mở rộng cửa phòng mình, Ái Như chỉ cái ghế chỉ Lộc Tú ngồi, còn cô ngồi vào đàn. Anh muốn nghe bài Tổ khúc giao hưởng đồng quê không? Lộc Tú gật đầu. Anh không ngồi xuống ghế mà đứng sau lưng Ái Như, một tay đặt lên vai cô. Như à, em biết khi một người con trai đến với một người con gái là vì gì không? Vì thích cô ấy. Vâng, đúng là anh thích em. Anh không ngại em là người thọt chân sao? Thọt chân thì không thể nào cùng anh đi dạo, không thể nào cùng anh xuống phố. Anh đâu có ngại chuyện này. Nếu như ngại, anh không bao giờ quen em. Ái Như xoay chiếc ghế lại cho đối diện với Lộc Tú. Cô nhìn sâu vào mắt anh. Em thích anh từ lâu lắm, nhưng chưa bao giờ em dám nghĩ có một ngày em có anh. Bây giờ dù anh thật lòng với em hay không, em cũng muốn là có anh. Thời gian sẽ chứng minh cho lòng thành của anh dành cho em. Một ngón tay của Lộc Tú cọ nhẹ trên má Ái Như, mơn màng trên môi cô, và rồi cúi gần sát cô, môi anh tìm môi cô. Anh yêu em. Hãy tin vào điều thành thật của trái tim anh. Ái Như rung động khép mắt, đón nhận nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào đưa cô vào cảm xúc kỳ diệu. Phải đắn đo thật lâu, Nguyên Hạ mới tới tìm Lộc Tú. Dạo này từ buổi tối xảy ra chuyện, cô chưa gặp Lộc Tú, không có can đảm thì đúng hơn. Còn anh vẫn không đi tìm cô. Có phải anh đã biết chuyện giữa cô và Nhật Thông? Nghĩ đến điều đó, tay chân Nguyên Hạ rời rã. Cô đâu có muốn phản bội anh. Nhưng tại sao đêm đó anh nỡ bỏ đi để cô ở lại với Nhật Thông? Bây giờ người xấu hổ và đau khổ là cô. Không dám gặp mặt người yêu, mặc cảm có lỗi khiến Nguyên Hạ nằm đến mấy ngày. Nhưng lần nào khi hỏi thăm người chủ trọ và người cùng phòng vẫn lắc đầu. Không biết Lộc Tú đi đâu. Ra trường rồi, anh không đi học. Nguyên Hạ không biết mình tìm Lộc Tú ở đâu, đành để giấy hẹn lại. Anh Tú, em rất muốn gặp anh. Nguyên Hạ. Tờ thư để lại cũng chẳng có hồi đáp. Lòng Nguyên Hạ đau khổ tơi bời. Hay là anh biết chuyện do tên Nhật Thống xấu xa đó nói nên không muốn gặp cô, còn đi tìm Nhật Thống ư? Nguyên Hạ không có can đảm. Dù cô muốn trả số tiền hôm nọ lại, anh ta xem cô là cái gì vậy? Ăn bánh trả tiền à? Nguyên Hạ khổ sở với món tiền. Một món tiền mà cả đời cô chưa từng có, lại đang ở trong ví của cô. Lộc Tú bình thản cầm tờ giấy hẹn của Nguyên Hạ để lại, đọc và vò nát ném xuống chân. Anh cần dứt bỏ cô, không để cô đi tìm anh náo loạn như thế. Lộc Tú biết
Chắc chắn số tiền anh đưa cho Nhật Thống dặn để lại cho Nguyên Hạ sẽ là chứng cứ duy nhất để anh sanh sự và bỏ cô. Lộc Tú chạy xe đến, đi vào quán, làm vẻ mặt như mệt mỏi khi nhìn thấy Nguyên Hạ ngồi đợi mình. Một chút chạnh lòng khi trông thấy cô. Dù sao, anh cũng hiểu cô là tình yêu của anh. Phải rời bỏ, anh cũng đau lòng. Ngồi xuống ghế, Lộc Tú khe khẽ. Em đợi anh có lâu không? Đây là lần thứ ba, sau hai lần lỗi hẹn, Lộc Tú mới đến nơi hẹn. Anh ngồi xuống ghế, mặt nhăn lại. Ra trường rồi anh bận quá, nên sắp tới, có lẽ không gặp em được. Nguyên Hạ cúi đầu, cô cảm thấy buồn, có những điều cô không thể nào bày tỏ với anh. Chợt Lộc Tú cất giọng vui vẻ. Ha, bữa đó anh nhờ Nhật Thống đến chỗ hẹn đưa em về. Nhật Thống có đến không? Có, nhưng sau này anh không cần nhờ vả ai. Khi chờ anh hoài không được em sẽ tự về. Bác em phải chờ đợi anh, anh khó chịu lắm. Đừng buồn anh nghe. À, em có tiền tiêu không? Vừa nói, Lộc Tú vừa rút tiền trong túi áo đưa cho Nguyên Hạ. Cô lắc đầu. Em mới lãnh lương, anh không cần cho em tiền. Thì cứ cầm đi, bộ lương em nhiều lắm sao? Vừa nói, Lộc Tú vừa giật cái ví của Nguyên Hạ, mở ra bỏ tiền vào. Anh kêu lên khi nhìn xấp tiền đầy ắp trong ví. Ở đâu em có nhiều tiền như thế này? Không ngờ Lộc Tú mở ví tiền của mình. Nguyên Hạ ấp úng không sao trả lời được. Lộc Tú lôi ra xấp tiền toàn giấy 100 mới nguyên. Anh nhìn Nguyên Hạ. Số tiền này anh nghĩ không thể nào là vài trăm ngàn, mà phải 5 triệu là ít. Ở đâu mà em có? Em đi làm chuyện bậy bạ gì phải không? Nguyên Hạ xanh mặt. Em không có. Vậy ở đâu mà em có? Ở đời này không có ai tử tế cho em một số tiền lớn mà không có mục đích. Nói, tiền ở đâu em có? Anh Tú, anh đừng bắt em trả lời. Cũng đừng bao giờ anh giao du với anh Nhật Thống. Đó là người xấu. Lộc Tú bật dậy, mắt vàng lên tia lửa ghen hờn. Dù chính anh là người bày ra tấm bi kịch này. Để có thể bỏ Nguyên Hạ, không còn vướng bận tay chân anh. Nhưng khi nhìn vào xấp tiền, anh hiểu là điều anh muốn Nhật Thống thực hiện đã thành công. Như anh đã thành công trong việc chinh phục Ái Như. Một cơn đau, cái đau của kẻ tham lam khi tự tay đẩy người mình yêu ra khỏi vòng tay mình, khiến Lộc Tú có cái đau rất thật. Anh nắm hai vai Nguyên Hạ bóp mạnh, hai hàm răng nghiến lại. Em với nó phải không? Nó cho tiền em như kẻ ăn bánh trả tiền. Khốn kiếp! Hai cái tát nảy lửa vào mặt Nguyên Hạ, in rõ bàn tay Lộc Tú lên gương mặt bầu bỉnh. Một dòng máu ứa ra bên mép, cô nức nở. Bạn anh là người xấu, nhưng hôm đó em say rượu, thật lòng em chỉ yêu có một mình anh thôi. Anh Tú ơi, yêu có mình tôi? Lộc Tú khinh bỉ đầy nghiến. Cô cho tôi dễ dàng thì tại sao không thể ở với người khác? Đồ dơ bẩn, từ đây về sau cô đừng gặp tôi. Lộc Tú đùng đùng quay lưng. Nguyên Hạ hoảng hốt chụp tay Lộc Tú giữ lại. Đừng bỏ em. Cô có tư cách nói lời này sao? Nếu như mang thai, đừng có tìm tôi ăn vạ đấy. Giật mạnh tay lại, Lộc Tú đi nhanh ra cửa. Nguyên Hạ đứng chết lặng. Thế là hết. Hết những dằn vặt đau đớn của hai tuần lễ qua. Cô và anh trở thành người xa lạ. Gieo người ngồi xuống ghế, Nguyên Hạ khóc nước nở. Cô đã mất Lộc Tú. Gọi phục vụ mang bia cho mình. Nguyên Hạ uống rượu như người ta uống nước. Nhật Thống đứng một lúc mới nhìn thấy Nguyên Hạ say ngất ngưỡng, gục đầu xuống bàn. Hai ly cà phê tan loãng cùng những vỏ lon bia ngổn ngang trên bàn. Anh lắc đầu bước lại. Nguyên Hạ, em say rồi, để anh đưa em về nhà. Nguyên Hạ ngẩng lên. Cô đã quá say để không còn nhận ra người thân hay kẻ địch. Cô ôm lấy Nhật Thống khóc òa. Anh đừng bỏ em yêu anh là thật. Cả mấy tuần qua, anh có biết là em đau khổ thế nào không? Em bị hại mà. Nếu như em có phản bội anh, đó là hoàn toàn ngoài ý muốn của em. Anh đánh em nữa đi, chứ đừng bỏ em. Nhật Thống lặng người. Anh hiểu Nguyên Hạ đã quá say nên tưởng anh là Lộc Tú. Thằng điểu, chính nó muốn anh làm điều này, vậy mà còn ghen tuông. Anh ôm quàng qua vai Nguyên Hạ, kéo cô đứng lên, đưa ra xe đi về. Nguyên Hạ đi không vững, Nhật Thống gần như phải bế cô. Đừng bỏ em yêu anh thật đó anh Tú ơi. Trên đời này, em có cha có mẹ, nhưng chỉ có anh là người thân của em. Đừng bỏ em. Nhật Thống ôm Nguyên Hạ vào lòng xót xa.
Anh biết em hận anh, nhưng nếu em biết mặt trái của nó, em sẽ đau khổ nhiều hơn. Đúng là anh có thích em, hả? Anh cũng không nghĩ là anh thích em. Kỳ lạ, từ đêm ấy, anh không thể nào xua đuổi hình ảnh em ra khỏi tâm trí anh. Anh là người xấu, nhưng so ra chưa tàn nhẫn bằng người em yêu. Nước. Nguyên Hạ trở mình, miệng cô khát đắng, đầu nhức như búa bổ. Cô nhắm mắt lại, người ngọ nguậy đánh thức Nhật Thống. Anh vội vàng ngồi dậy rót cho cô ly nước, đỡ đầu cô, kề ly nước lạnh vào miệng. Mắt vẫn nhắm, Nguyên Hạ uống từng hớp nước. Chất nước lạnh đi qua cổ họng, giúp Nguyên Hạ tỉnh lại một chút và mở mắt ra. À! Cô hét lên kinh hoàng, nhảy đại xuống giường, toàn lao lại, mở cửa để chạy ra ngoài. Nhật Thống vội ôm cô lại. Trời chưa sáng, em định đi đâu? Buông tôi ra, anh là người xấu! Nguyên Hạ vùng vẫy, đánh lại Nhật Thống. Anh bặm môi, chịu đựng cơn đau, bế Nguyên Hạ lại giường. Đúng, anh là người xấu. Lần trước anh biến em là của anh. Nhưng tối nay, anh thề là anh giúp em chứ không hại em. Không hại tôi? Nguyên Hạ quát mắt. Vậy tôi đang ở đâu đây? Tối qua em say quá, anh không biết nhà trọ em, cũng không thể đưa em về nhà anh, nên anh thuê phòng khách sạn. Em nhìn lại em xem, em vẫn còn mặc quần áo mà. Nguyên Hạ nhìn xuống người. Đúng là cô vẫn mặc bộ quần áo buổi chiều khi đến nơi hẹn với Lộc Tú. Cô buông thõng tay. Dù cho Nhật Thống có biến cô là người của anh lần nữa, cũng có khác gì đâu. Lộc Tú đã bỏ cô, anh không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của cô, dù cô không hề muốn phản bội anh. Không còn sự phản kháng mãnh liệt, mà là sự buông xuôi đau đớn. Nguyên Hạ đứng cúi đầu khóc lóc. Nhật Thống ái ngại. Em cứ khóc đi, nhưng em nên hiểu một điều, là tương lai của Lộc Tú không bao giờ có em cả. Anh xin lỗi đã góp phần trong việc Lộc Tú bỏ em, nhưng nếu không có anh thì hắn cũng bỏ em. Đây là một tấm kịch mà hắn không muốn bị dày vò khi bỏ em. Nguyên Hạ bịt tai, nức nở. Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Có nói gì nữa, anh cũng là người xấu để cho tôi khinh bỉ. Em không muốn nghe, nhưng anh vẫn cứ nói, bởi vì Lộc Tú sẽ bỏ em. Chính hắn đã sang tay em cho anh khi biết anh thích em. Anh đừng có nói nữa. Những lời nói của Nhật Thống cứ làm cho Nguyên Hạ bàng hoàng và tê điếng. Không thể nào Lộc Tú là con người xấu xa như Nhật Thống đã nói. Không thể nào. Cô còn tìm tôi làm gì nữa? Cô nghĩ là cô còn xứng đáng với tôi khi qua đêm với bạn tôi và còn nhận sự bảo bọc của anh ta à? Đừng làm tôi phải ghê tởm cô hơn nữa. Nguyên Hạ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lộc Tú. Gương mặt anh đang thật lạnh lùng, vô cảm. Một gương mặt hoàn toàn khác với ngày nào anh đắm đuối nói yêu cô. Cô nghẹn ngào. Anh Thống nói anh muốn bỏ em nên mới bảo anh ấy. Lộc Tú, em không muốn tin anh muốn bỏ em phải dùng thủ đoạn như thế. Có phải như vậy không anh? Gương mặt Lộc Tú vẫn lạnh lùng băng giá, giọng giác gừng. Đàn bà con gái luôn lấy sự chung thủy làm đầu. Cô đã chung thủy với tôi chưa? Cô nói đi, nói đi. Mọi tiếng nói đi, Lộc Tú nắm hai tay Nguyên Hạ lắc mạnh. Đau quá, Nguyên Hạ oằn mình xuống nước nở. Em đâu có muốn như vậy. Cô muốn hay không muốn, cô đã thuộc về người đàn ông khác. Tôi có yêu cô thật, nhưng nếu còn với cô, hay ôm cô vào lòng, tim tôi không thể nào dành trọn vẹn cho cô như ngày xưa. Cho nên, tốt nhất, đừng có đi tìm tôi. Lộc Tú buông vai Nguyên Hạ, leo lên xe của mình, phóng đi. Nguyên Hạ đau khổ nhìn theo. Cô hiểu rằng, tất cả đã hết, không còn có thể nắm níu được nữa. Một bàn tay từ phía sau, đặt lên vai Nguyên Hạ. Cô quay phát người lại. Lúc này, tất cả cảm hận, cô trút hết vào Nhật Thống. Tại sao lại là anh vậy? Lúc nào anh xuất hiện bên tôi là như quỷ ám vậy? Tại sao tôi phải đau khổ? Có phải là tại anh? Nguyên Hạ xô mạnh Nhật Thống ra đường bằng tất cả lòng căm thù. Không ngờ Nguyên Hạ dữ dằn như vậy. Nhật Thống ngã loạn choạng xuống lòng đường, chân anh trượt dài, hụt hẫng và ngã lăn ra con lộ lớn. Két! Chiếc xe tải nhỏ thắng hết bánh nhưng không còn kịp nữa. Cán lên chân Nhật Thống, anh kêu lên đau đớn, máu chảy tràn trên mặt đường. Nguyên Hạ hoảng sợ, đứng chết trân. Mãi đến khi người ta qua đường bu lại, gã tài xế trên xe bước xuống, quát vào mặt Nguyên Hạ, cô mới tỉnh hồn. Bà chị, cô muốn ăn hiếp chồng thì đi về nhà mà nanh nọc, bảo hại người ta.
Nguyên Hạ lao lại chỗ Giật Thống, đau quá anh ngất đi. Cô ôm lấy anh òa khóc. Sao ngu quá vậy? Anh đừng có sao nghe Thống ơi. Gã tài xế lại nạt đùa. Báo hại vừa vừa thôi, làm ơn phụ tôi đưa chồng của cô đi bệnh viện. Mọi người phụ đưa Nhật Thống lên xe đi bệnh viện. Nguyên Hạ như không còn biết gì nữa. Cô cứ ôm lấy Nhật Thống, ngồi như hóa đá. Xin anh đừng xảy ra chuyện gì. Tôi xin anh. Mà tại sao anh cứ bám theo tôi? Anh có biết anh là nguyên nhân của mối tình tan vỡ giữa tôi và Lộc Tú? Tôi căm hận anh. Nhật Thống! Bà Nhật Quang gần như rú lên. Trước cái chân băng bột của Nhật Thống, bà òa khóc. Sao ra nông nỗi này hả con? Còn có mệnh hệ nào mẹ làm sao sống nổi? Nhật Thống nhăn mặt. Con bị đứt xương, băng bột vài tháng sẽ lành. Mẹ làm gì khóc ồn ào dữ vậy? Con còn đói nữa, đi đứng không cẩn thận, chân băng bột như vậy mà còn bảo dưới nước xương. Giọng bà trở nên hờn dỗi. Phải rồi, cậu có làm sao thì tôi đau chứ đâu phải cậu. Đang đau, Nhật Thống cũng phải phì cười. Mẹ ơi là mẹ, con biết mẹ lo cho con cảm ơn, nhưng mà bác sĩ nói không sao. Có thật không? Thật mà. Như không tin, bà Nhật Quang sờ nhẹ lên lớp thạch cao bó chân. Không sao chứ con. Thì mẹ nhìn con nè, con bình thường chứ đâu có sao. Bà Nhật Quang thở phào, ngồi xuống ghế. Lúc này mới chợt để ý đến sự có mặt của Nguyên Hạ. Bà đưa mắt nhìn cô từ đầu xuống chân, từ trán lên đầu. Mặc dù Nguyên Hạ cúi đầu lễ phép chào bà. Thưa bác. Cô là người đã gọi điện thoại báo tin cho tôi. Dạ là cháu. Nhật Thống vội chen vào. Cô tên Nguyên Hạ đó mẹ, cô chăm sóc cho con từ sáng giờ. Bà Nhật Quang niềm đỡ. Vậy à. Bà quay sang hỏi nhỏ tai Nhật Thống. Bạn gái của con đúng không? Sao mẹ chưa bao giờ nghe con nói vậy? Nhật Thống lúng túng, không biết trả lời sao nữa. Nói cô là bạn gái của anh. Không phải. Vậy tại sao cô có bên anh và chăm sóc cho anh? Không chờ câu trả lời của con trai, bà Nhật Quang nắm lấy tay Nguyên Hạ thân mật. Cháu xinh lắm, thằng Thống nhà bác có chịu quen với cô nào đâu. Nhật Thống nhăn nhó. Mẹ! Mặc cho Nhật Thống nhăn nhó, bà Nhật Quang cứ ngắm nhìn Nguyên Hạ đầy vẻ thích thú. Bà thích nét chân quê của cô, cùng làn da trắng hồng và đôi mắt đen tròn như hạt nhãn. Bị ngắm nhìn, Nguyên Hạ ngượng nghịu. Bây giờ có bác rồi, cháu xin phép được về. Nhật Thống lo sợ, cố ngồi dậy. Nguyên Hạ, em có trở lại không? Nói chưa tròn câu, Nhật Thống nhăn mặt vì đau do cố ngồi dậy. Nguyên Hạ! Nguyên Hạ không thể nói gì khác trước bà Nhật Quang nên gật đầu. Có. Cô chào bà Nhật Quang rồi đi nhanh ra cửa. Nhật Thống buồn hiu nhìn theo. Bà Nhật Quang mỉm cười. Cô ấy sẽ trở lại thăm con mà. Mẹ không biết đâu, con yêu cổ, nhưng cổ đâu có yêu con. Bà Nhật Quang trợn mắt. Con trai của mẹ có điểm đạo khiếm khuyết mà nói chê. Tình yêu mà, làm sao nói hả mẹ? Có cần mẹ giúp con không? Mẹ gặp cô bé ấy và nói con trai của mẹ yêu cổ. Không có ai hơn con nữa đâu. Nhật Thống cười buồn. Mẹ, mẹ thấy con nhất. Nhưng nhiều người hơn con gấp mấy trăm lần. Cô đang giận con, mẹ à. Hèn nào. Nhưng không sao đâu, mẹ sẽ giúp con mà. Bây giờ con mau nằm tịnh dưỡng cho lành cái chân đã. Băng bột như vậy thì làm sao đưa đón hay theo đuổi người ta. Nhật Thống nhìn mẹ đầy vẻ biết ơn. Bao giờ mẹ cũng giống như người bạn của anh vậy. Nhưng nếu như mẹ biết rõ sự thật, nhất định mẹ sẽ mắng anh. Một sự thỏa thuận ghê gớm giữa anh và Lộc Tú. Ban đầu là tò mò, và rồi khi đã nếm trải trái cấm, anh hiểu rằng mình đã yêu, yêu một người đang căm ghét mình. Anh là người đã phá cuộc tình của cô, khiến cô lỗi đạo với người mình yêu. Bây giờ khi đã hiểu sự thật, không biết cô tỉnh ngộ hay chưa. Nguyên Hạ mở to mắt, cô không muốn tin vào điều mình đang thấy. Lộc Tú đang ngồi với một cô gái trong vòng rào của căn biệt thự sang trọng. Anh cười vui vẻ với cô ấy, thân mật như từng thân mật với cô. Anh gọt táo đưa vào miệng cô gái ấy và còn nhẹ hôn vào má. Những gì trông thấy tan nát lòng Nguyên Hạ. Song cô không muốn tin chút nào. Có phải vì cô nghèo, vì gia cảnh của cô chẳng ra gì, và vì cô đã cho anh cuộc đời của cô, nên anh đã xem thường cô, cho nên anh bỏ cô. Nguyên Hạ thất thiểu quay đi,
cuối cùng thì cô đã hiểu vì sao anh bỏ cô. Nhưng đâu cần anh đẩy cô vào nhật thống như thế. Trái tim Nguyên Hạ tan nát. Trời vẫn phủ mây đen, gầm chuyển. Nguyên Hạ cứ đi. Ào ào, cơn mưa trút nước xuống như thác đổ. Mọi người đi trên đường, chạy nhanh tìm chỗ trú mưa. Những tác nhân đó chẳng tác động đến Nguyên Hạ. Cô cứ đi làm đuổi, cho đến lúc lạnh run, đôi môi tím tái, gần như không còn chịu nổi, mới trở về nhà. Nguyên Hạ! Nhật Thống bật dậy, quên cả cái chân băng bột. Anh kêu lên khi thấy Nguyên Hạ trở về. Trời mưa, sao em không chịu đụng mưa? Lạnh run, răng đánh bò cạp. Nguyên Hạ vẫn quát mắt nhìn Nhật Thống. Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn gặp anh, nghe chưa? Mỹ Hiền vội kéo Nguyên Hạ vào nhà, lấy khăn bông đưa cho cô. Anh Thống đợi mày từ chiều giờ, đi đâu mà bỏ làm cho tối mịt mới chịu về? Đã vậy còn không chịu đụng mưa. Nguyên Hạ lầm lì cầm cái khăn lông. Chị bảo anh ta về đi. Rồi Nguyên Hạ đi luôn vào bên trong, thay vội bộ quần áo, để đầu ướt nước, nằm xuống, kéo mền trùm kín mít đầu cổ. Cô lại khóc. Nhật Thống đi cà nhắc lại cửa buồng nhìn vào. Mấy ngày nay Nguyên Hạ không vào bệnh viện thăm anh. Chính anh phải trốn bệnh viện đi tìm cô, để chứng kiến cảnh cô bèo nhèo như con mèo mắc mưa. Cô đã yêu Lộc Tú sâu đậm, còn với anh là sự căm thù, là sự giận dữ. Nguyên Hạ thức giấc, một cảm giác khô đắng miệng và thật khó chịu. Đầu cô nhức như búa bổ, người nóng như lửa đốt. Nguyên Hạ kêu lên, mình bệnh mất rồi. Cô trỗi dậy định đi tìm thuốc uống, nhưng vừa mở mắt ra lại chạm vào Nhật Thống. Anh đang ngồi bên cô, dường như chẳng thoải mái vì cái chân băng bột. Nguyên Hạ nổi giận. Tại sao anh còn ở đây? Tôi nói chị Hiền mời anh ra về rồi kia mà. Em bị sốt, anh muốn ở đây lo cho em. Tôi không cần anh lo cho tôi. Tại sao cứ muốn ám tôi hoài vậy? Anh làm khó tôi như vậy chưa đủ sao? Nguyên Hạ tuột chân xuống giường, định kéo Nhật Thống đuổi ra ngoài cửa. Nhưng một cơn choáng váng, đầu óc như quay cuồng, khiến cô ôm lấy mặt. Nhật Thống lo sợ. Em sao vậy? Nguyên Hạ nói không nổi nữa. Cái cảm giác khó chịu mỗi lúc tăng thêm. Cô gục lại xuống giường, toàn thân mềm nhũn. Nhật Thống hoảng kinh ôm lấy Nguyên Hạ. Nguyên Hạ, em sao vậy? Chị Hiền ơi, giúp với, Hạ xỉu rồi. Nhật Thống lo lắng, hỏi vị bác sĩ. Bác sĩ, quấy sao rồi? À, không sao đâu, quấy tỉnh lại rồi. Bị kiệt sức, không nghỉ ngơi ăn ngủ khi đang mang thai thôi. Cô ấy mang thai? Nhật Thống sững sờ, nhưng rồi một niềm vui tràn lên trong anh. Nguyên Hạ có thai. Đứa bé đó liệu có phải là con anh? Bên trong, Nguyên Hạ vừa tỉnh dậy, cô nhìn quanh. Đây là đâu vậy? Một cảm giác rất mệt. Tuy nhiên, Nguyên Hạ vẫn cố chống tay, ngồi dậy. Mỹ Hiền và cả Nhật Thống cùng bước vào. Em tỉnh rồi hả Hạ? Chị Hiền, đây là đâu vậy? Bệnh viện, lúc tối em ngất xỉu, nên chị và cậu Thống đưa em vào đây. Em nghe trong người thế nào rồi? Mệt lắm, nhưng mình đi về đi chị. Nhật Thống xua tay. Em về như thế nào được? Em đang mang thai, cần cẩn thận khi đi đứng. Nguyên Hạ sừng sốt. Cái gì? Tôi... Em đã có thai. Bác sĩ nói cái thai mới hơn 5 tuần. Nguyên Hạ tiếng người. Cô có thai, cô sẽ làm mẹ ư? Một người mẹ không có chồng lại có con. Cảm giác sợ hãi khiến cô đờ người ra. Chị nói thật không chị Hiền? Em nằm xuống nghỉ đi, chị ra ngoài mua sữa cho em uống. Mỹ Hiền tế nhị rút lui. Còn lại hai người, Nhật Thống ngập ngừng. Em không phải lo, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nguyên Hạ quát mắt nhìn Nhật Thống. Ai khiến anh chịu trách nhiệm? Đứa bé này là của anh sao? Làm ơn đi ra ngoài. Anh không biết là tôi ghét anh sao? Nhật Thống vẫn đứng yên, tha thiết nhìn Nguyên Hạ. Bất kể em nói gì, anh cũng lo cho em và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho anh lo cho tôi? Tôi hỏi anh, điều gì đã khiến anh quan tâm đến tôi và còn lì lợm ở bên tôi, mặc cho tôi xua đuổi anh? Anh biết những việc làm của anh khiến em xem anh là người xấu. Tuy nhiên, anh xin thề, anh yêu em là thật. Lúc nhìn thấy em đi tìm Lộc Tú, anh đã thích em. Cho nên khi Lộc Tú nói giúp anh chinh phục em, anh đồng ý ngay. Đồ bỉ ổi, anh còn dám nhắc nữa à? Anh nhắc bởi vì sau lần chúng mình gần gũi nhau, anh đã yêu em. Nguyên Hạ cay đắng. Còn tôi, nói thật, tôi xem anh như kẻ thù không đội chung trời với tôi vậy.
Nhật Thống vẫn không nản lòng trước cách nói như tạt nước vào mặt của mình. Anh tha thiết: dù em có ghét anh vẫn xin em giữ lại đứa bé. Nó là con anh sẽ làm đám cưới với em. Làm đám cưới với tôi? Phải, anh thề anh nói thật. Nhật Thống gật đầu. Anh rụt rè nắm tay Nguyên Hạ. Nguyên Hạ tức giận giật mạnh ra, một tay cô đẩy Nhật Thống, chân đang băng bột. Nhật Thống ngã chới với ra sau, không cưỡng được, anh đành buông người cho ngã lăn trên nền gạch, rồi đau quá nằm luôn. Nguyên Hạ hết hồn ngồi dậy, cô bước xuống giường đỡ Nhật Thống. Anh có sao không? Anh hơi bị đau một chút, nhưng không sao. Lúc nãy em tụt xuống giường nhanh quá, sau này đừng làm như vậy, có hại cho cái thai. Nguyên Hạ buông Nhật Thống ra, cô đứng lên và ngoảnh mặt đi nơi khác. Không liên quan gì đến anh. Nhật Thống cố đứng dậy, một tay vịn vào thành giường và ráng hết sức để đứng lên. Lần nữa, Nguyên Hạ lại thương hại giúp Nhật Thống. Anh ôm luôn cô vào lòng. Em lạnh lùng với anh, nhưng đâu có bỏ mặc anh, đúng không? Nè, anh mau bỏ tôi ra. Muốn tôi xô ngã cái nữa không? Tôi chưa thấy ai lì như anh. Tôi đã nói tôi ghét anh, không muốn nhìn thấy anh. Tại sao cứ kiếm cách ở bên tôi hoài vậy? Bỏ ra, mau bỏ ra. Anh không muốn buông em ra, bởi vì anh yêu em. Yêu tôi? Tôi có điểm nào đáng để anh yêu? Tôi là cái thứ bị Lộc Tú chê bỏ. Anh nên như vậy. Lộc Tú chê bỏ em vì hắn tham giàu, yêu một cô gái thọt chân bại liệt từ nhỏ. Nó không yêu cô gái ấy, nhưng anh biết nó sẽ cưới cô gái đó là vì cô gái đó mà sẵn sàng từ bỏ em. Một sự thật cay đắng qua lời nói của Nhật Thống. Đó là một sự thật chắc chắn sẽ có. Tê điếng cả lòng Nguyên Hạ, cô không đẩy Nhật Thống ra nữa mà đứng khóc nức nghẹn. Nhật Thống vỗ về: em cứ khóc đi, rồi quên con người bội bạc đó. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào đến với anh. Anh biết em khó chấp nhận anh, nhưng anh sẵn sàng đợi em. Nguyên Hạ cứ khóc, còn Nhật Thống cứ dỗ. Đứng bên ngoài với ly sữa nóng, Mỹ Hiền mỉm cười: đồ ngốc, mày có thể tìm được người khác tốt hơn được sao? Rồi vờ tặng hắn để hai người ở trong biết sự có mặt của mình. Mỹ Hiền bước vào với ly sữa nóng: uống sữa đi hả? Mẹ có khỏe thì con mới khỏe, hiểu chưa? Cậu Thống lo lắng cho em đó. Chưa có ai thương và lo cho em như vậy đâu. Nguyên Hạ nhăn nhó: chị không hiểu đâu mà. Mỹ Hiền trợn mắt: sao không hiểu? Em còn nặng tình với Lộc Tú chứ gì. Người như Lộc Tú vô đạo đức, không nên quen nữa. Chị đừng có nói nữa. Ừ, thì chị có nói cho em nghe, để em suy nghĩ cho kỹ, đừng để về sau hối hận. Nhật Thống mỉm cười. Nguyên Hạ sẽ suy nghĩ mà chị. Anh cầm ly sữa quấy nhẹ: em uống đi hả? Không vì anh, thì cũng vì đứa bé trong bụng em. Nguyên Hạ máy móc cầm ly sữa uống. Giá như Lộc Tú lo cho cô như Nhật Thống đang lo cho cô, Nguyên Hạ sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nguyên Hạ uống sữa có lẫn cả nước mắt của mình. Chất sữa ngọt ngào, nhưng với Nguyên Hạ sao đắng ngắt. Cô có nên ưng Nhật Thống cho đứa con có cha? Một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi sẽ như thế nào đây? Trước mắt Nguyên Hạ là đèn hoa rực rỡ, tấm bản tân hôn to tướng, trang trọng như vị chủ nhân quyền lực. Hôn nhân của Lộc Tú, anh cưới cô con gái duy nhất của nhà tỷ phú Hoàng Phú. Nguyên Hạ cứ đứng mở to mắt nhìn vào tấm ảnh cưới của Lộc Tú. Như thế là anh đã bỏ cô. Trong đầu của anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cưới cô làm vợ cả. Những lời hứa hẹn ngọt ngào là những lời giả dối để ru ngủ cô. Những lời nói hôm nào của anh ta vẫn lại tan nát lòng cô. Em đừng tìm anh nữa. Dù anh có còn yêu em đi nữa, anh cũng không thể nào quên được việc em và Nhật Thống. Đúng, lòng dạ anh hẹp hòi ích kỷ lắm. Anh muốn người phụ nữ của anh phải hoàn toàn là của anh. Bên trong, Lộc Tú đang đi ra cùng cô dâu, trong chiếc áo cưới sang trọng, dài chấm chân vẫn không giấu được cái chân thật. Lộc Tú cười tươi tắn, cô dâu hạnh phúc cũng tươi cười như hoa nở buổi sáng. Nguyên Hạ đi lùi lại mãi, rồi quay đầu bỏ chạy. Đừng chạy hả? Hãy nghĩ đến đứa bé còn trong bụng em. Đuổi theo Nguyên Hạ không được, Nhật Thống hét to. Quả nhiên lời nói của anh có hiệu lực, Nguyên Hạ đứng lại không chạy nữa. Nhật Thống chống nạn, lê chân đến bên Nguyên Hạ. Anh đặt tay lên vai cô: biết chắc chắn sẽ đau lòng đến không chịu nổi, sao em còn đến đây làm gì? Nguyên Hạ không nói gì hết, cô ôm choàng lấy Nhật Thống khóc nức nở. Anh nhẹ ôm qua người cô: về nhà nghe.
Không nghe cô trả lời, anh dìu cô từng bước thấp bước cao đi lại chiếc xe chờ sẵn. Lên xe đi hả? Nguyên Hạ ngồi vào đó. Cô không khóc nữa, mà đôi hàm răng cắn chặt lại, mắt nhìn về phía trước. Lộc Tú đã tàn nhẫn cư xử với cô như thế. Cô còn yêu là dại dột, đau khổ còn dại dột hơn. Từ đây cô và Lộc Tú là người xa lạ mất rồi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Mưa Sa Dông của tác giả Võ Nghiêm Phương. Sau khi quý vị nghe xong tập 1 vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới và hãy đừng quên tập 2 vào tối mai quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này.